Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với căn nhà phố đẹp trong video ngày hôm nay. Và ở video này Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà rất đặc biệt với diện tích rất là mê luôn nha anh chị, ngang 7,5 dài cho 17,5, một trệt hai lầu, mang phong cách của một căn villa. Và vị trí của bất động sản này tại đường Nguyễn Thị Thập, trung tâm của quận 7. Và từ căn nhà này mình di chuyển ra đường chính là đường Nguyễn Thị Thập là chỉ có khoảng chưa đến 50m, với đầy đủ tiện ích xung quanh, gần chợ, trường học, ngân hàng và các cơ quan hành chính. Công năng sử dụng căn nhà này hiện tại thì đang kinh doanh spa. Anh chị có thể là làm văn phòng công ty hoặc là có thể là mua ở, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình nha anh chị. Và Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong. Phía trước sẽ là một cái khoảng sân rất rộng và cạnh bên sẽ là một cái hồ cá như mở đầu video, cũng rất là tuyệt vời. Toàn thích nhất căn nhà này là diện tích lên nha anh chị, chiều ngang 7,5m, trung tâm quận 7, thì đây là một trong những căn nhà rất là hiếm hoi. Hiện tại thì đang cấp điện, nhưng mà căn nhà được thiết kế theo kiến trúc là không gian ở, cho nên vô cùng rộng rãi và thông thoáng. Toàn sẽ quay luôn để cho anh chị xem nhé. Và đây sẽ là một cái sảnh giờ để mình tiếp khách. Nếu mà mình có thể là mình nếu mà mình ở thì mình sử dụng cái công năng này với nhiều mục đích khác nhau. Và bên đây sẽ là không gian mà để cho khách đợi, thì mình có thể là mình sử dụng mình làm phòng khách tại vị trí này nha anh chị. Một không gian mà vô cùng rộng rãi và thông thoáng, không có điện vẫn có thể đảm bảo được ánh sáng thoải mái luôn. Và phía sau cái quầy bar này sẽ là không gian bếp, tuy nhiên là do là quy mô kinh doanh bar thành ra là không sử dụng bếp tại đây đó. Thì hiện tại thì đang ngăn bằng những cái vách bằng kiến. Nếu anh chị làm văn phòng công ty thì chọn mua căn nhà này cũng sẽ rất là phù hợp. Đây anh chị, Toàn quay sơ lại cho anh chị xem nhé. Đó, mình sẽ làm khu vực bếp tại vị trí này, bếp hình chữ L. Và bên đây mình sẽ là nơi đặt bộ bàn ăn. Như hiện tại thì đang thiết kế một cái bàn để mình làm việc. Phía sau thì cũng sẽ có một cái luôn, một cái tiểu cảnh, một cái khoảng sân sau. Đây rất là vô cùng rộng rãi và thông thoáng luôn nha anh chị. Nơi lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Với diện tích là ngang 7,5, thành ra là không gian chức năng ở bên trong căn nhà này rất là tuyệt vời. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển lên trên lầu để mình xem phần còn lại của video này. Hiện tại Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà Nhà Bè và mua bán nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, hãy kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ cần bán nhà quận 7 hoặc bán nhà Nhà Bè, hãy kết nối với Toàn để ký gửi. Cầu thang cũng rất rộng rãi, sử dụng là ốp bằng gỗ. Tầng 1 sẽ được thiết kế 3 phòng, Toàn sẽ quay tổng thể từng phòng cho anh chị xem nha. Và đây là phòng thứ nhất, một không gian thì cũng rất rộng rãi luôn nha anh chị. Mở rèm cửa ra thì rất là thoáng mát luôn. Và tiếp theo là bên tay trái của Toàn sẽ là không gian phòng thứ hai. Đây cũng rất rộng rãi luôn nha anh chị. Và phía sau cùng thì sẽ là phòng thứ ba. Đây phòng thứ ba thì ngay vị trí Toàn đang đứng đây. Phía bên trong cái cửa kính này, vệ sinh rồi thì ở bên ngoài. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển lên tầng 2. Ngoài căn nhà này thì Toàn đang có rất nhiều bất động sản ở nhiều vị trí khác nhau, quận 7, Nhà Bè và cũng như nhiều khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị đang có nhu cầu mua bất động sản thì hãy kết nối với Toàn theo số điện thoại Toàn để trên màn hình. Nhắn cho Toàn nhu cầu cụ thể, Toàn sẽ nhanh chóng tìm được một sản phẩm bất động sản như ý để anh chị lựa chọn. Và đây là tầng 2, thì phía sau hiện tại đang thiết kế một phòng. Thì trước đây Toàn nghĩ là cái này sẽ sử dụng làm cái nhà kho thì đúng hơn. Và bên tay phải của Toàn sẽ là không gian sân phơi nha anh chị. Đó, thì hiện tại nếu anh chị có người giúp việc hay gì đó thì mình sẽ sử dụng phòng này làm phòng ngủ cho người giúp việc thì cũng rất là phù hợp. Và bên tay phải của Toàn thì đang là một cái phòng. Không gian này thì hiện tại cũng rất rộng. Khi mà mở cái vách kiến này ra thì mình sẽ được một cái không gian phòng rất rộng rãi luôn nha anh chị. Và phía trước thì mình sẽ làm không gian phòng thờ và sân thượng. Và Toàn xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà này như sau. Diện tích ngang 7,5, dài cho 17,5m, một trệt hai lầu, phong cách của một căn villa phố, vị trí trung tâm quận 7, thuộc đường Nguyễn Thị Thập. Hiện tại căn nhà này đang được chào bán với mức giá vô cùng hấp dẫn, 16 tỷ 800 triệu, vẫn còn bớt thêm. Hướng nhà sẽ là hướng đông, phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng đông tứ trạch. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay kết nối với Toàn nha.